Nhang cuộn tàn có ý nghĩa như thế nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu. Thắp hương là một trong những phong tục tập quán lâu đời của người Việt và được truyền từ đời này qua đời khác như một phần tưởng nhớ về bề trên, về tổ tiên. Khi thắp nhang thì sẽ nhìn thấy nhiều hình dạng của tàn nhang khác nhau như là gãy tàn nhang cong, nhang cuốn tròn hay là nhang cuốn tàn v.v. Và ý nghĩa của tàn nhang khi thắp hương là gì thì hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu. Tàn nhang cong, nhang cuốn tàn là điểm gì? Nhang cuốn tàn là kiểu mà nhang khi đốt tàn sẽ uốn cong thay vì rụng xuống chân nhang. Nó còn có rất nhiều tên gọi khác như là nhang đậu tàn, hương cuộn tàn, nhang xoắn tàn hay là nhang tàn cong v.v. Với người châu Á, mỗi nén hương tạo nên một không gian ấm áp đủ đầy, đồng thời nó còn thể hiện lòng thành kính với các chư vị thần linh cùng gia tiên. Và dù theo tín ngưỡng hay không, người Việt vẫn cảm thấy đây là cầu nối vô hình giữa hai thế giới âm, dương. Tuy nhiên, nhang tàn cong trong quan niệm ông cha ta có chút đặc biệt hơn. Từ xưa, người Á Đông đã quan niệm nhang cong tàn báo hiệu điềm lành. Người xưa coi đó là gia tiên hiển linh phù trợ con cháu làm ăn viên mãn, tài lộc. Nhà nào có cuộn hương càng to thì càng có nhiều lộc. Và cái bát hương nhà mình khi đốt lên đó thì có rất là nhiều người hỏi là hương này mua ở đâu. Thì hôm nay mình làm cái video này muốn giới thiệu cho mọi người một cái loại hương. Đó là hương trầm răng ngọc. Nó có những cái cuộn tàn rất là đẹp mắt, tàn hồng và uốn cong hình móc câu rất là đẹp và rất là xum xuê nha cả nhà. Và cái mùi của nó ngửi thì không quá nồng. Và đây là cái loại hương răng ngọc. Mọi người có thể nhìn thấy một bó như vậy của nó là 100 cây nha cả nhà. Một bó nhang này là 100 cây. Và nếu ai có nhu cầu thì có thể đặt hàng. Mình có để số điện thoại và link Zalo ở dưới cái phần mô tả. Mọi người có thể vào đó coi số, lấy số điện thoại và add Zalo để đặt hàng nha cả nhà. Có ship hàng toàn quốc. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào việc tàn nhang dài không rớt mà vội cho là có lộc thì cũng không có căn cứ. Lộc là do cách chúng ta ăn ở, tu thân tích đức lâu dài chứ không chỉ ngồi dựa vào tàn nhang. Nhưng nếu mà với một nhà có những cái bát hương mà cuộn tàn đầy đủ sum vầy như thế thì nhìn cũng rất là đẹp mắt và nó cũng mang một cái ý nghĩa tâm linh nhất định. Với người Việt, hương nhang không thể hiện cho một sự mê tín dị đoan mà nó gắn liền với một tín ngưỡng tốt đẹp. Đó là sự kết nối giữa thực tại và hư ảo, giữa phần còn và phần mất. Người Việt luôn giữ phong tục thắp hương vào nhiều dịp lễ quan trọng như giỗ chạp, lễ Tết. Nén hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không gian đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm thức người Việt từ bao đời nay. Nhang hương từ lâu đã đi vào đời sống cộng đồng với ý nghĩa là vật phẩm tưởng nhớ công đức, cảm tạ sự phù hộ độ trì của trời Phật tổ tiên thần linh với con cháu, người trong mỗi gia đình và làng nước. Việc thắp nhang thì muốn ứng nghiệm còn tùy thuộc vào sự thành tâm của người hành lễ. Và đây là cái hình ảnh cái thùng nhang mà mình mua về để sử dụng nguyên một năm. Cho nên là ai cần thì có thể comment mình chia sẻ lại cho cả nhà dùng nhá. Và cái bịch của nó là 100 cây trong này và đóng gói rất là chắc chắn. Có in tên của nhà sản xuất, có mã vạch đầy đủ luôn. Và có cả tem chống hàng giả nha cả nhà. Đây thì cái hình trước và mặt sau của cái túi nhang và cái lưu ý của nhà sản xuất. Đó, đây là lưu ý của nhà sản xuất. Và thông tin sản phẩm, thông tin nhà sản xuất rất là rõ ràng ở trên nha, bao bì này nha cả nhà. Thì chúng ta có sử dụng thì chúng ta cũng yên tâm phần nào. Và hy vọng là cả nhà sẽ tìm được một cái loại nhang mà vừa mang đến tài lộc, vừa đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Chúc cả nhà luôn luôn có được những cái lựa chọn tốt nhất cho mình, cũng như là phù hợp với những cái tiêu chí của gia đình mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và có đặt hàng thì cứ comment ạ.